Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Và tiếp tục phục vụ cho anh em về đồng thời nè. Hôm nay em sẽ đi bãi nha. Thì anh em xem xong cho em xin một like, nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Nút đăng ký kênh anh em. Và bật cái chuông thông báo lên ha. Mỗi khi em lên clip thì nó sẽ hiển thị sớm cho anh em ha. Rồi, giới thiệu cho anh em nè, một số đồ nha. Mỗi đồ nè, mỗi đồ này tính ký nè. Ký nha. 200.000 một ký, 200.000 một ký nha em. Anh em mua từ 2-3 ký em gom nè em gửi nha. 200.000 ký ha, mỗi đục. Xà cày. Xà cày kéo cắt tôn rồi ha. Búa nè. Búa này thì búa gò nè. Đó, búa nha. Kéo để rào rồi ướt nè, mỏ lết còn này anh em, mỏ lết rất là nhiều ha, mỏ lết Mỹ có nha, lưỡi cưa ba lan nha, cá kiểu đầu làm giường nè, cào ha, cuốc ha, chim, sẻng nha, sẻng có con dầu nè, sẻng đây nè, dụng cụ làm giường nè, rất là nhiều. Đây kéo cắt giải rất là nhiều, anh em mua hết kênh em tính kênh luôn, hết kênh này kéo cắt giải không anh, kéo bướm lộn xộn, sủi nè, sủi rất là đẹp nè, sủi mới đục, cảo kéo anh. Lưỡi cắt nhôm còn rất là nhiều ha, cắt nhôm cắt sắt nè, một cặp thì là 300.000 nha anh em, 300.000 một cặp ha, lưỡi cắt nhôm, rất là nhiều đồ, cần lực, con này bán giá 600 nghìn.